Xuất phát từ nhu cầu sử dụng vaccine nhằm tăng độ bao phủ, tiêm sớm và đúng lịch để phòng chống dịch, Hội đồng Tư vấn chuyên môn về sử dụng vaccine của Bộ Y tế đã họp và đưa ra khuyến cáo trong trường hợp bất khả kháng khi nguồn cung vaccine mũi 1 đã tiêm, không đủ để tiêm mũi 2 thì có thể sử dụng loại khác để tiêm mũi 2, cụ thể như sau. Nếu tiêm mũi 1 vaccine do AstraZeneca sản xuất thì có thể tiêm mũi 2 bằng vaccine do Pfizer hoặc Moderna sản xuất. Nếu tiêm mũi 1 vaccine do Moderna sản xuất thì có thể tiêm mũi 2 bằng vaccine do Pfizer sản xuất và ngược lại. Khuyến cáo này được đưa ra trong bối cảnh khan hiếm vaccine nói chung trên toàn cầu. Nhiều quốc gia đã nghiên cứu và sử dụng các liệu trình tiêm kết hợp hai loại vaccine cùng công nghệ hoặc khác công nghệ sản xuất, căn cứ theo loại vaccine sẵn có tại từng thời điểm.